Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trở lại với Subway Surfer. Nhưng lần này mình sẽ không có trở thành cái thằng nhóc trẻ trâu chuyên đi vẽ lên xe lửa đâu các bạn. Đó, nó đang gọi là chào mình các bạn ơi. Mà ngày hôm nay mình sẽ trở thành chú cảnh sát, để xem coi chú cảnh sát khi mà tham gia vào cái cuộc đua chạy xe lửa này á thì chú cảnh sát chiến thắng được hay không. Rồi bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào luôn. Vô luôn này các bạn. Nhưng mà khoan, đó bây giờ là mình đang trở thành nhóc này để mình chạy chứ các bạn ơi. Chú cảnh sát đang đi theo lưng mình đó không. Mình sẽ chạy trước coi coi là cái trình độ của mình nó gọi là có tăng lên sau khi mà mình đội tham gia lần trước hay không. Đấy, ôi ngon lành rồi các bạn. Đấy, bây giờ thì các bạn có thể thấy là mình phải vượt qua cái thanh niên gọi là đeo mắt kiến mười mấy ngàn điểm lần các bạn. Có lẽ mình sẽ vượt qua rất là đơn giản thôi. Chúng ta gọi là màn đầu tiên chúng ta khởi động đi. Rồi tí nữa chúng ta sẽ gọi là trở thành chú cảnh sát và tham gia cái trò chơi này. Mà các bạn thử bình luận dưới xem coi là chú cảnh sát có gọi là vượt qua được cái gọi là cái đường đua này hay không. Chứ theo như mình thấy là chú cảnh sát gọi là hơi bị bí phèo á, nên là vượt qua cái đường đua này cũng hơi căng rồi nha. Sao nó chạy chậm với ta? Chạy vậy mình chắc mình được 100.000 điểm luôn các bạn. Mình sắp vượt qua được cái gọi là cái bà chị gọi là đeo mắt kiến rồi đó. Mặc áo trắng nha các bạn. Vượt qua nè, chuẩn bị vượt qua nè. Ai chạy như vậy biết chừng nào mới xong trời. Chắc có lẽ bây giờ á mình nên trở thành chú cảnh sát luôn cho nó ngầu các bạn. Yo, chú cảnh sát đã xuất hiện rồi các bạn ơi, và đây chính là mình. Mình đang điều khiển chú cảnh sát đang chạy nè. Mình sẽ tiếp tục luôn nha các bạn. Phải nói chung là mới vô là phải chạy thật là nha. Ui, ở đây có người ngồi nè. Quay, lần đầu tiên là mình thấy rõ được cái khung cảnh của trong cái tựa game luôn các bạn. Nó có thể thấy được hết tất cả toàn bộ xung quanh luôn nè. Hay đấy, hay đấy. Wow, các bạn thấy không? Bây giờ mình đang là chú cảnh sát nè. Vậy thì bây giờ các bạn có suy nghĩ xem coi là chú cảnh sát có những cái chiêu gì hay không, hay là chú cảnh sát này chỉ biết chạy thôi. Bây giờ chúng ta cùng nhau khám phá nha các bạn. Ê khoan thôi, bây giờ nhìn cái ông cảnh sát này xem ông bay lên trời như thế nào nha. Ui, ông bay lên được thiệt các bạn ơi. Quá ghê gớm. Trời ơi, ông nhảy cao vậy. Ông mới lấy đôi giày. Quên. Ui, ông nhảy cao thì các bạn ơi. Ôi. Này hơi cao rồi chú ơi. Cái này là hơi cao rồi đó. Ông bay lên đến nóc nhà luôn các bạn ơi nè. Ôi what? Bay cao vậy? Bay vậy rồi chừng nào thua? Ồ, căng rồi nha. Rồi đây, mình đã có lấy rồi. Các bạn nhìn chú cảnh sát chạy trên không luôn chứ không phải là bay nha các bạn, đang chạy luôn nha. Quá là ghê gớm các bạn thấy không? Lần này là mình đã trở thành chú cảnh sát rồi, là mình không có sợ ai nữa các bạn. Ê mà khoan, nếu như mình đã trở thành chú cảnh sát rồi ai bắt mình ta? Các bạn thử không? Muốn thử không? Mình sẽ thử một lần nha. Ê, một ông cảnh sát khác dí theo mình. Ảo thật đấy. Đừng. Chúng ta là đồng nghiệp, không cần phải làm như vậy đâu. Không, biết mình là đồng nghiệp cái bỏ qua liền các bạn. Được đấy. Để xem coi là chú cảnh sát này còn cái gì đặc biệt nữa hay không. Nãy giờ mình thấy là chú nhảy cao rồi đó bạn. Chú nhảy hơi bị ghê luôn. Ý, nhắn hai. Cơ hội. Đây. Cơ hội đã tới rồi. Không cần phải lên trên. Trời ơi. Ông bay thì các bạn ơi. Ui, ông đi trên đây luôn nè. Ui, ảo thật đấy. Quay, kiểu này. Ê, nếu như vậy thì bây giờ tại sao mình sẽ không thử là chú có thể gọi là đi tới gọi là tới đích luôn không? Các bạn đã từng bao giờ tới đích cái tựa game này chưa? Được á, nếu mà bây giờ mình trở thành chú cảnh sát rồi, mình có kỹ năng đặc biệt rồi thì mình chỉ cần gọi là điều khiển chú đi tới đích là được. Được các bạn. Ngon lành cành đào nha. Để mình xem coi mình mua được cái gì không nè. Để mình xem coi bây giờ mình có thể mua được gì. Quay, mình có thể mua. Mấy nhân vật mình có thể xài nè. What? Ui, quá trời nhân vật luôn bạn. Có cả ngộ khỉ nữa nè. Ngộ khỉ, Tôn Ngộ Không các bạn. Ở Tôn Ngộ Không này nó có biết gọi là cái gì không ta? Quay. Rồi. Mình đang hiện tại bây giờ các bạn nhìn điểm của mình kìa. Nhận 21 điểm. Ghê chưa? Bây giờ là Ngộ Không là có thể gọi là lướt ván các bạn. Ảo thật đấy. Nhưng mà không sao. Đây là cái gọi là cái mà gọi là ảo trong game này mà. Đấy, đang có thể chạy giáp bách luôn nè. Ghê chưa? Ngộ Không có thể gọi là bay giáp bách luôn các bạn. Không lấy Căn Đổ Văn bay ta. Chắc là Căn Đổ Văn đi chơi rồi cho nên là Ngộ Không phải đi một mình các bạn ơi. Tội nghiệp. Ui, Ngộ Không này bay ghê vậy. Ui, nó bay cao các bạn. Mình chưa lấy đôi giày mà nó bay cao ghê luôn. Đây các bạn nhìn nè. Ui, thấy chưa. Ngộ Không này ảo lắm các bạn à. Nhảy qua nóc nhà được không? Ui, nhảy qua nóc nhà được nè. Có một dấu chấm hỏi một tím. Cái này cái này căng lắm các bạn ơi. Double jump à. Double jump các bạn ơi, hay lắm. Vậy là nãy giờ mình nhảy được á. Mình nhảy được cao rồi mà bây giờ mình còn được double jump nữa là mình nhảy còn ghê hơn nữa. Đâu mình nhảy cao qua nóc nhà được không? What? Ngộ Không này ảo thật các bạn. Không thể tin được các bạn à. Rồi, được rồi, bình tĩnh. Đấy, tiếp tục. Cái này là gì đây? Double coin là lượm được tiền double bạn ơi. Bây giờ á, chúng ta sẽ thử xem coi là chú cảnh sát có gọi là bị bắt hay không các bạn. Mình sẽ canh mình lủi vô đâu cái đã nha. Lủi vô thùng rác được không? Thôi, lủi vô thùng rác nó thúi lắm. Mình không hồi lủi đâu. Mình tìm chỗ nào lủi cho nó sang sang tí các bạn. Double jump đỏ ấy chưa? Tuy là bị đụng rồi nhưng mà không bị làm sao bạn. Ghê chưa? Chiu chiu nè, đâu để qua đây coi. Không ai bắt luôn. Ây da. What? Cái ông này ông bắt tử à? Cái gì vậy trời? Cái gì vậy? Đi xuyên qua xe lửa luôn. Wow, hảo thật đấy các bạn ơi. Còn cái gì nữa không? Chú gọi là chú thể hiện cho con coi luôn đi chú. Rồi, để xem coi, hình như là ông này á, ổng còn một cái nữa các bạn. Có một cái rất là đặc biệt là hình như là ổng có thể, hình như là kiểu như là nhìn cái góc nhìn thứ nhất luôn các bạn. Để xem coi được không? Chú. Mình bấm hai cái là mình sẽ được cái này ra. Các bạn nhìn mình lấy cái này luôn nè. Nhìn nè. Không? Thấy chưa? Ảo chưa? Biết bay mà. Ui, ảo thật đấy. Đây. Bây giờ mình lấy cái này chắc mình nhảy còn cao hơn nữa bạn ơi. Nhảy lên tới trời luôn á. Lên tới trời luôn. Cao vậy. Cao lắm bạn ơi. Trời. Bây giờ mình không thấy gọi là được cái gọi là ở dưới luôn các bạn ơi, mình không thấy được luôn rồi. Cái gì vậy? Thôi đi xuống. Trời ơi, không thấy đâu hết các bạn ơi. Trời ơi. Quá bá đạo luôn các bạn. Mình định leo lên mấy nóc nhà này nè, nhưng mà mình leo lên không được hay sao á. Đúng rồi, mình leo nóc nhà này không được các bạn ơi. Mấy nóc nhà bên hông này nè không được nha các bạn. Đúng rồi, cái thế giới này là của chú bảo vệ mà, cho nên là chú bảo vệ muốn làm gì làm các bạn. Chú có thể bắt tử được nè. Rồi chú cảnh sát, chú phải bảo vệ nè, chú cảnh sát các bạn. Có dắt theo một chú có kìa. Là có thể bắt tử nè, có thể nhảy gọi là bay luôn chứ nhảy gì nữa. Cái này là bay luôn chứ nhảy gì nữa. What? Nãy giờ chạy mà không hề bị gì luôn. Nè, lỗi vô cây cột điện nè. Không sao luôn bạn. Ui, mình được nhân 30 luôn các bạn ơi. Ui, ghê vậy. Các bạn nhìn điểm của mình nó tăng kìa. Tăng hơi bị ghê luôn các bạn. Vậy là bây giờ mình có thể sở hữu được chú cảnh sát ở trong cái tựa game Subway Surfers. Và mình có thể gọi là phá đảo thế giới ảo. Bây giờ mình sẽ cố gắng chạy làm sao để gọi là được điểm cao nhất. Mà cái quan trọng mình đặc biệt gì không? Mình muốn là chạy làm sao để mình tới được cái đích á. Cái tựa game này mình nghe nói là chơi hoài cũng không tới đích luôn. Thì mình sẽ thử. Gì vậy? Ui, cái gì vậy trời? Khoan, cái này là góc nhìn thứ nhất à? Ủa, mình không biết làm sao mình được góc nhìn thứ nhất như vậy. Ảo thật đấy. Ôi các bạn nhìn góc nhìn thứ nhất, chơi nó như thiệt luôn bạn ơi. Nhìn nè. Ui, các bạn có thể cảm nhận được cái xe lửa nó hút mình luôn ấy. Ghê. Nhảy lên trời coi. Ê, lên trời luôn nè. Ui, nhưng mà góc nhìn này các bạn nhìn nó chân thật lắm nè. Ui, chơi góc nhìn này giống như chơi cảm giác mạnh các bạn, giống như chơi tàu lượn siêu tốc vậy đó. Nó khá là ghê nhưng mà cũng được đúng không? Cũng được mà. Đây cái này, lấy cái này. Wow, đó, các bạn thấy nó chân thật chưa? Các bạn thấy nó chưa? Quay. Bình tĩnh. Oh yeah. Suýt tí nữa là ngủm rồi các bạn à. Căng, hết sức là căng. Ui, cái gì vậy? Nó cầm cái này bay luôn nè. Bình tĩnh thôi nào. Lướt xuống nào. Đấy. Wow, nó bay mà mình cảm thấy được cái đồ nó cầm luôn các bạn, cái đồ nhúng nó cầm luôn á. Mình thấy được luôn kìa. Sao hay vậy ta? Double jump luôn nè. Jump lên. Nhảy lên tới trời luôn các bạn không? Bây giờ các bạn có thể cảm nhận được không gian của cái bầu trời trên này. Quá đẹp. Quá đã luôn các bạn ơi. Ui giời ơi, ghê chưa? Nhưng mà mình chơi kiểu này mình thấy hơi gọi là gói loạn tiền đình. Chóng mặt quá. Tại nó chạy nhanh quá bạn, mình chịu không nổi. Ui các bạn nhìn kìa. Ui chói quá. Vàng đâu nhiều thế. Chói thế à. Chói thì các bạn à. Rồi từ đến. Lên. Ui. No. Sao làm khó được anh? Các bạn thấy không? Nãy giờ mình được 150 mấy ngàn điểm rồi, nhưng mà mình chưa thấy cái đích ở đâu hết á. Mà mình nghe nói là có bạn chơi được cả triệu điểm luôn mà. Bữa mình hỏi các bạn, bạn kêu là em chơi được cả 10 triệu điểm luôn. Không biết là thiệt hay không, nhưng mà 10 triệu điểm mà chưa về đích thì cũng... Ôi các bạn nhìn kìa, mình cầm được cái gì trên tay luôn nè không? Cái đồ 500 kìa. Kìa bạn không? Ảo chưa? Quay mình có cảm thấy được luôn bạn ơi. Quay. Đây, lụm tiền. Quá ghê. Lụm tiền. Quá ghê luôn. Nè, cái này nè, các bạn nhìn cái này nè nha. Các bạn thấy chưa? Cầm được cùng 500 luôn nè. Đó, thấy chưa, hút tiền nè. Các bạn thấy cùng 500 nó hút tiền nè. Đó, nó hút nè. Ghê chưa? Vậy nó mới ảo chứ. Cuối cùng cũng trở về với chú cảnh sát rồi các bạn ơi. Mừng rớt nước mắt. Nãy giờ không biết làm sao để chỉnh luôn. Ghê thiệt. À đây, đây. Tiếp tục các bạn ơi, lấy cái này. Một nè. Lấy X10 random ball. Các bạn nhìn ra bây giờ là mình có rất là nhiều cái quán trượt luôn, và các bạn thấy là mình hút tiền rất là nhiều luôn các bạn. Quán trượt của mình kìa, cái quán trượt thành cái gì luôn rồi đó. Nó cho mình cái gì hết trời. Mình cũng chả biết nữa. Đấy, bây giờ là các bạn thấy là trên người chú cảnh sát à, có rất là nhiều gọi là hạ món phụ kiện luôn các bạn. Nào là hạ cây hút 500 nè, rồi còn cái ván trượt hình cái gì á, hình tròn các bạn ơi. Ván trượt hình tròn cái này hơi ảo nè. Đó, thấy chưa? Rồi bây giờ là đi là cố gắng nè. Nãy giờ mình tìm mấy cái kia không có mà. Nãy giờ mình tìm mấy cái đồ nhúng nhảy á không có. Chắc là nó không cho luôn hay sao á. Ôi nhanh đi. Ôi hết không? Chạy gì ghê vậy? Để mình tỉnh. Bình tĩnh nào, cái gì quá từ từ. Rồi. Đây không. Người ta đã có câu rồi. Đây. Lên. Cái này nếu mà nó bắt tử luôn thì sẽ như thế nào ta? À cái này mình để cho nó chạy được các bạn. Mình để cho nó chạy gọi là tới nơi luôn. À. Ôi kìa. Nó các bạn nhìn cái ống kìa, nó chưa hết mà. Ê ăn gian nha. Ăn gian của tôi nha. Nó chưa có hết mà. Kỳ vậy, ăn gian thiệt chứ. Trời ơi, ảo đấy các bạn ơi. Full đồ rồi. Bây giờ là full đồ rồi các bạn. Không ngờ là nó lại có nhiều đến như vậy luôn các bạn. Cũng nhận chú cảnh sát này nhiều đồ thiệt. Ai, chắc lẽ là mình dừng video ở đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Và nếu hay đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký, chia sẻ cùng để comment cao nếu các bạn là fan chính muốn hộ mình nha. Và hiện tại bây giờ mình đã có 500.000 điểm rồi các bạn. Nhưng mà cái này không tính nha. Tại vì đây là chú cảnh sát dần dàng quá. Chú cảnh sát bắt tử rồi. Cho nên là không tính. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại các bạn sau.